bass khá là mạnh và tính tép rất là sáng nhé, mặc dù nó chơi đang ghép với đôi loa 340 này. Mình tên Lộc Ca xin giới thiệu các bác cái âm ly 326BT anh em nhé. Sunbird 326BT âm ly 12V chạy 220V, có Bluetooth, có tuyệt vời. Sau đây các bác cùng theo dõi nhé. Giá thì chỉ có loanh quanh 1 triệu thôi các bác nhé, giá tốt nhất thị trường hiện nay. Vâng, âm ly rất là đẹp đúng không các bác? Nổi bật đó là 10 cần điều chỉnh âm sắc này. Đấy, có 4 lỗ cắm mic này. Đấy, quá tuyệt vời nhá. Có Bluetooth này. Hai cái tay sách quá là khỏe khoắn. Đấy, nguồn xuyến các bác nhá. Đấy, các bác nhìn ra nguồn xuyến này. Có FM này. Đây hai kênh ra loa này. Đấy, tín hiệu thì có input, output. Điện 12V đây các bác nhá. Điện 220, quá tuyệt vời. Cái này các bác dùng trong xe hoặc là nghe ở nhà đều hay nhé các bác nhé. Giá rất hợp lý thôi. Tuyệt vời. Bây giờ em sẽ kết nối âm thanh và test thử nhé. Bass khá là mạnh và tiếng tép rất là sáng nhé, mặc dù nó chơi đang ghép với đôi loa 340 này. Cái âm ly này các bác ghép với loa bass 30 trở về các bác nhé, bass 30 nhưng loa nằm ấy, loa nằm thì công suất nó nhẹ hơn những cái loa đứng thì nó sẽ phù hợp các bác nhé, nhẹ âm ly dùng bền. Mua hàng bấm dò hàng. Quá phê các bác nhá. Các bác mua hàng thì bấm dò hàng cho em nhá. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Nhớ follow kênh em để theo dõi những sản phẩm tốt nhất nhé các bác nhá.